để đi sâu hơn những cái kiến thức mà lần trước thầy Thắng đã giới thiệu cho mọi người. Và hôm nay thì chúng tôi có tổng hợp những cái câu hỏi mà sẽ hỗ trợ cho mọi người những cái giải pháp để chúng ta thi công những cái nhà nó đặc biệt một chút. Và giới thiệu mọi người, hôm nay vẫn là thầy Thắng, cố vấn, chuyên gia cũng như là nhà sáng tạo cùng với Kisako sẽ giải thích những cái câu hỏi làm rõ về những cái chất lượng của công trình đến với các bạn nhé. Và chúng ta bắt đầu luôn đó thầy nhé. Và chúng tôi có tổng hợp được một số câu hỏi như sau. Thì đầu tiên em xin phép cùng thầy với mọi người hỏi là nhà tôi sắp xây nhà lòng 7m, chiều sâu là 15m và đặc biệt hơn là làm 7 tầng thì chúng ta làm cái hệ sàn nào cho nó phù hợp nhất? Rồi, thực ra cái câu hỏi này rất hay nhưng mà giá nó kỹ hơn tí thì tốt hơn. Ví dụ cái nhà đó ở mặt đường hay cái nhà ở trong ngõ hẹp không có xe lớn vào được thì thôi, tôi sẽ đưa ra hai tình huống. Tình huống ấy là cái nhà như vậy 7m nhân với 15m nhưng ở trong ngõ hẹp, tức là chúng ta không có cầu phục vụ, chúng ta mọi thứ phải làm tương đối thủ công. Thì lần trước tôi đã có đưa ra một cái bảng và cái bảng ấy có nói là trong trường ngõ hẹp ấy, thì kể cả đến 9m chúng ta vẫn cứ nên dùng sàn phẳng, tức là tên gọi đầy đủ nó là sàn giống không dầm chịu được khai phương. Lý do là ghép của phẳng dễ dàng, sau đó đặt những cái quả bóng hay những cái hộp nhựa hay những cái khối xốp để lấy đi cái phần bê tông ở cái trục trung hòa và đổ bê tông chỉ đổ vào cái khe của các cái thể xốp thôi, thì chúng ta vẫn có một cái sàn phẳng trên phẳng dưới và cái độ kinh nhiệt rất tốt, thi công rất dễ dàng. Sau khi ta tháo cốt pha ra thì là cái trần nó phẳng ngay, thậm chí nếu khéo léo chúng ta có thể đi dây của thông tin tín hiệu của điện chiếu sáng điện trang trí ở ngay trên trần, tháo ra một cái là chúng ta có thể lắp các cái đèn mắt trâu vào đấy mà không cần phải, thậm chí không phải chát, chúng ta chỉ việc mài cái bao bìa nó đi rồi chúng ta sơn bả được ngay. Thì đấy là cái khuyến cáo và tôi nghĩ là nó rất có ích lợi cho những ai xây nhà. Tại vì các bạn nhìn trên hình chúng tôi đang chiếu trên màn hình, cái cột bên trái ấy, màn hình nhìn vào ấy, thì là phương pháp truyền thống, còn cột bên phải chính là cái sàn, một cái từ nó không hẳn chính xác nhưng mà mọi người thường dùng, tôi cũng dùng lặp lại gọi là sàn công nghệ. Thế thì ta thấy ở bên dưới ấy, cái hình dưới cùng ấy, nó là cái lưới cột. Đấy, thì ta thấy là nếu theo truyền thống ấy, là các cái cột nó khá gần nhau, 3-4-5 mét là thế là to lắm rồi, 6 mét là ngần ngại lắm rồi, trong khi nếu ở bên cái cột sàn công nghệ ấy, nó có thể vượt đến 9 mét, 12 mét, 15 mét, nó chưa có gì là quá đáng cả. Đó, thế thì riêng việc đầu tiên là các cái tầng nó bị rất ít cột, do đó là cái việc ta sau này ta khai thác sử dụng các cái sàn ấy, nó rất hiệu quả. Ta có thể thay đổi công năng, ta thay đổi cái bố trí, ta thay đổi cái chức năng của công trình mà nó không phải phá vỡ cái gì cả. Thế hoặc là ngược lại là chúng ta cần xây tường ấy, thì xây tường bất cứ chỗ nào. Đấy, thì đây là nói về bằng mặt bằng. Cái hình ở giữa là nói về mặt cắt, ta thấy bên trái ấy, là cột nó phải đi vào cái dầm là màu xám ấy, rất to. Rồi đi vào cái sàn là tô đậm ấy. Đấy. Thế như ở bên phải ấy, ta thấy là cái cột nó đi vào cái sàn ngay. Đấy, cái sàn này phải có những cái chấm xanh, chính là những cái công nghệ thể rỗ, thể rỗ. Nó có thể là quả bóng, nó có thể là hộp xốp, nó có thể là hộp nhựa. Rất nhiều cái vật giống như vậy, nó lấy đi một cái trọng lượng đáng kể, nó đến đạt đến 30-35% nếu thiết kế tốt trong cái sàn. Và quan trọng hơn là chúng thấy cái trần nó phẳng và cái do không có cái dầm nữa thì giữ cái chiều cao thông thủy các tầng không thay đổi, nhưng mà cái tổng chiều cao của nhà ấy, chính là cái phần tô màu vàng nâu đấy, ta thấy nó giảm được. Nếu nhà cao nó 15-20 tầng ấy, thì nó tăng thêm 1-2 tầng nữa ấy. Thế còn ví dụ như mỗi tầng nó có thể dễ dàng nó có thể lấy được giảm bớt được 20-30 cm, như vậy 10 tầng nó được thêm 1 tầng nữa rồi. Nhưng quan trọng nhất là nhìn thấy cái hình thứ ba ở trên ấy, ta thấy là một bên rất là rắc rối, rất nhiều cột, rất nhiều dầm, rất lủng củng, thì một bên rất thông thoáng. Thì ta thấy là trong trường hợp là chi phí không có lệch nhiều thì chúng ta rất nên chọn cái dầm cái tiến này. Thế ông bổ sung cho thầy một chút là ở trong ngõ thì cái điều kiện thi công là nó rất là hẹp hòi đấy, không có chỗ để chúng ta công tác. Thế thì chúng ta làm cái sàn này thì nó có nhanh hơn không thầy? Về thời gian ấy, thì nó nhanh hơn nhiều. Tại vì riêng cái chuyện là ta nhìn thấy
thì ta ghép cốt pha cho những cái dầm dọc dầm ngang như này là rất lâu. Dạ. Đặt cốt thép cũng rất lâu. Rồi đổ bê tông xong á, giữ cốt pha đi thì chúng ta mất rất nhiều thời gian để chát. Nếu ta không đóng trần, đa số lần thì có tiền đóng trần. Dạ. Chỉ đóng trần một ô nào đó phòng khách thôi, còn lại là không đóng trần thì chúng ta phải chát những cái dầm này, tốn rất nhiều công. Dạ. Trong khi cái sàn bên này ấy, thì chúng ta chỉ cần lựa cốt pha tốt một chút, chúng ta dỡ ra, lúc đóng là nó rất nhanh vì nó không có dầm, và lúc dỡ nó cũng rất nhanh, tháo là nó bong xuống, và cuối cùng là chúng ta chỉ việc mài sơn bả không phải chát. Thế và do đó là ở trong ngõ hay ở ngoài phố ấy, thì đều dùng rất tốt cái này. Thế còn khi tôi có nói là tại vì anh Hóa vừa nãy chưa cho tôi biết là cái điều kiện thi công. Dạ. Còn nếu bây giờ trong ngõ ta nói rồi, bây giờ nếu ngoài phố thì sao? Dạ. Ngoài phố trừ những cái nhà mà có cái nhu cầu là làm rất nhanh để đưa vào kinh doanh thì sẽ có một cái lời khuyên khác. Còn nếu mà là cái nhà mà chúng ta không lấy cái tiến độ làm bước khác. Dạ. Thì hệ sàn này vẫn là rẻ nhất, kể cả chúng ta làm cái nhịp nó rộng đến 12 mét thậm chí 15 mét thì cái này vẫn là cái tốt nhất. Okay, đấy, thế là đã trả lời cho chúng ta hai câu hỏi là trong ngõ cũng như là ngoài đường lớn. Và một câu hỏi nữa em bổ sung ở trong đây, và nhờ thầy là một người cố vấn cũng chuyên về những cái dòng sàn thì chúng ta có thể trả lời cho khách hàng. Và đã có rất nhiều người tìm đến Kisato và cuối cùng họ gặp một cái vấn đề là nếu mà làm trong ngõ này ạ, thì thường là sẽ gặp vấn đề về việc đổ bê tông. Đấy, và khi mà áp dụng sàn công nghệ này thì được biết là liệu bê tông truyền thống tại trong ngõ đa phần là sẽ đổ bê tông truyền thống, còn bê tông tươi thì có một số sẽ không làm được. Thì liệu bê tông truyền thống giống như cái làng cổ ấy này, bê tông tươi họ không vào được, thì bê tông truyền thống có đáp ứng được cái hệ sàn này không? Vâng, câu hỏi rất thú vị. Thực ra thì trừ những trường đặc biệt như các làng cổ, còn tôi thấy là các cái ngõ phố ở Hà Nội người ta đặt xe bê tông nó chỉ tiếp cận đến chỗ nào là thôi. Dạ. Thì đặt máy bơm ở đó, người ta dài ống dài 200-300 mét. Dạ, vâng. Là cũng làm được. Tất nhiên là sẽ chỉ làm ban đêm chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng đến xung quanh, phải nói như vậy. Thế còn trong trường hợp mà đặc biệt mà lại đặc biệt lại phải ở chỗ là vẫn có chỗ để tập kết các đá sỏi xi măng. Dạ. Đó, và đặt được một cái máy trộn bê tông là vừa vừa thôi, không phải lớn, ví dụ như 100 lít, 150 lít trở lại, thì chúng ta hoàn toàn có thể trộn bê tông bằng máy với cái cấp phối nó đạt được khoảng 250-300 kg trên cm vuông của cái bê tông mẫu nén 28 này. Dạ. Là đáp ứng được cái loại sàn gọi là sàn công nghệ này, không có gì khó khăn. Dạ. Rồi ạ. Okay, đấy là những cái câu hỏi trong cái phần đầu tiên. Thế là vậy chúng ta cùng sang phần thứ hai của một vị khán giả tiếp này nhá. Thế thì nhà tôi bây giờ là 10x20m đấy ạ. Ừ. Rộng hơn nhiều. Và làm 8 tầng cơ. Nhưng trong đó lại có sử dụng một tầng hầm nữa. Ừ. Đó, và thầy cũng tư vấn thêm cho nhà anh khách này là anh ấy không muốn dùng cột ở bên trong nhà. Ừ. Đấy, thì thầy có hỗ trợ gì được cho anh đấy không ạ? Thì câu hỏi này rất hay, và có lẽ chúng ta sẽ càng ngày càng có nhiều cái nhà như vậy hơn. Những cái nhà mà lòng nhà nó được 8m rồi 10m ấy, thì khi mà xây xong, thậm chí chưa xây xong đã rất nhiều khách hàng đến thuê. Lý do là cái mặt tiền của nó là đủ lớn để những cái ngân hàng lớn người ta cũng thỏa mãn. Thế còn những cái nhà hàng kinh doanh rồi mọi cái hình thức kinh doanh ấy, mà bám theo mặt đường ấy, thì đều thích những cái nhà mặt tiền lớn. Và tất nhiên đã mặt tiền lớn mà ta lại có cái cột trình hình ra như trên cái hình tôi đang chiếu này. Dạ. Thì nó mất hết cái giá trị. Tôi đã gặp một khách hàng ở ngay ở phố 55 và Triệu, mà lòng nhà rộng tới 15m, và anh ấy nói là anh ấy muốn làm cái bảo tàng tư nhân loại rất lớn của Hà Nội, thì anh muốn không muốn là trong nhà có bất cứ cái cột nào cả. Thế mà chúng tôi đã đáp ứng được, là lúc nó cũng lâu rồi đấy, 2010 đấy. Dạ. Thì tôi có nói là ở dưới chùa Lâm Yên Tử đã thi công một cái sàn mà nó vượt tới 21,6m. Thế sau khi anh chạy xuống đi xem về thì anh ấy mời chúng tôi mang hợp đồng đến ký ngay. Dạ. Không phải bàn bạc gì cả, và cái sàn của anh ấy là nó vuông 15x15 đấy. Thế mà cái sàn chỉ dày có 45 phân thôi, với lượng thép cũng không nhiều. Dạ. Và thi công như ta biết ở phố Bà Triệu thì cũng rất khó khăn. Thế thì chúng tôi phải chế tạo các cái tệp của cái lưới thép, quả bóng lưới thép và chở bằng xe lăn đến. Còn cốt pha thì ghép như một cái sân, đặt những cái tệp bóng như thế vào, xong đặt cốt thép theo thiết kế nữa và đổ bê tông. Thì thi công cả cái nhà 9 tầng thì rất là ngọt ngẻ. Nhưng mà trở lại câu hỏi vừa rồi ấy, nếu nó có thêm tầng hầm nữa thì càng thú vị. Dạ. Bởi vì nhờ cái tầng hầm ấy là chúng ta sẽ giảm đào hố đào
chúng ta giảm được cái tải trọng của đất để sửa nền ấy, chúng ta có nhiều cơ hội để sử dụng các cái loại nền móng hiện đại mà những cái video clip trước anh Lương với tôi cũng đã nhấn sâu cái này. Đó là cọc vào nền cùng làm việc, có khống chế đầu thú ban đầu, hoặc chúng ta có thể đưa những cái giải pháp như là top bay vào để gia cố cái nền để tăng sức chịu tải nó lên. Do đó là chúng ta giảm rất nhiều cọc và tiến tới thậm chí là dưới mỗi chân cột chỉ một cọc thôi. Như vậy là giảm được chi phí thi công cũng như thời gian thi công của phần móng. Thế còn trong trường hợp cái câu hỏi cụ thể của bạn khách hàng này là 10 x 20 là con số rất lý tưởng. Với mỗi một sàn 200 mét vuông thì chúng ta càng cần những cái loại sàn mà nó thứ nhất là không có khô cột. Thứ hai là cái công tác chúng ta đầu tư ấy, là ta phải để sẵn tất cả các cái đường dây, các cái thông tin tín hiệu, các cái điện ở trên trần. Khu nào cần là khu vệ sinh thì thường chúng ta sẽ gom nó vào một góc để khu ấy nó sẽ mỏng hơn 5 phân so với sàn khác để làm khay chống thấm được an toàn. Thế còn trên toàn sàn là cùng một cốt thôi và chúng ta thi công rất thuận lợi cả về ghép cốt ca, cả về đổ bê tông, cả về hoàn thiện sau này rất thuận tiện. Dạ. Thế thì chúng ta vẫn khẳng định lại là chúng ta vẫn dùng loại sàn công nghệ đúng không thầy? Vâng. Dạ vâng. Thì nó sẽ tốt hơn và sẽ không có cột ở trong nhà. Không có cột. Và đặc biệt hơn là cũng phải nói với mọi người là nếu mà không có cột thì cái việc thầy nhấn mạnh là cho thuê rất là dễ. Bởi vì khi làm 8 tầng thì đâu phải chúng ta có làm hết đâu. Chúng ta vẫn phải cho thuê và người ta sẽ có thể tự do là bố trí các cái công năng cho nó phù hợp với mảng kiến trúc. Chính xác. Dạ vâng. Và tiếp theo câu hỏi thứ ba cũng tương tự như vậy. Người ta cũng dự kiến là cho thuê và sau một khoảng thời gian là người ta sẽ nếu mà không có nhu cầu nữa thì người ta sẽ thu lại. Và lúc đó thì nhu cầu của mỗi một người nó lại khác nhau. Thế thì thầy, người ta hỏi là có phải xây ở trên tầng, ở dưới thì phải có dầm đỡ. Đấy, thế với công nghệ này thì nó có phải đáp ứng cái đó không? Thì câu này vừa là câu hỏi này vừa là của bạn kiến trúc sư này, cũng vừa là một vị chủ nhà chuyên cho thuê qua chủ này đến chủ khác và người ta gặp phải những câu hỏi đó rất thường xuyên. Cái câu hỏi này thì tôi cũng đã gặp rất nhiều và cái câu trả lời nó rất thú vị là thế này. Hàng trăm năm nay chúng ta làm nhà dù là chỉ có 2 tầng thôi thì cái sàn mà để đỡ tầng 2 phải bố trí nhiều dầm. Lý do là không thể có khả năng làm vượt nhịp lớn. Nhưng thứ hai là bên trên xây tường, cho nên bên dưới nó đóng đinh trong đầu của kỹ sư là trên mà có cái tường ấy, là có tải trọng tập trung thì sàn nó không chịu nổi, phải có cái dầm để chịu nó. Đấy, thì là hàng trăm năm nay nó đóng đinh vào đầu của kỹ sư như vậy đấy. Nhưng bây giờ có hai cái thay đổi. Cái thay đổi thứ nhất là tường không nhất thiết phải là tường xây, tường có thể là tường thạch cao, tường có thể là gạch bê tông nhẹ hoặc là tấm ALC, đúng không? Như vậy đầu tiên trọng lượng của tường nó đang không phải là từ 1,8 tấn trên mét khối như trước nữa, mà bây giờ nó xuống thì còn có 6-700 cân trên mét khối thôi. Thế mà tường phải dày có 10 phân thì nó còn có 60-70 cân trên mét vuông, đúng không? Dạ. Như vậy cái tải trọng nó nhỏ. Nhưng mà ngay cả tải trọng của tường xây đặc ấy, mà trên cái sàn công nghệ này thì nó đã bảo đảm là để xây tường bất cứ chỗ nào. Tại vì đã là sàn không dầm thì phải chấp nhận cái câu chuyện đấy, chúng ta xây tường bất cứ chỗ nào. Và trong cái bài toán tính toán của các kỹ sư ấy, sẽ phải thỏa mãn điều này. Đấy, thì người ta tính cái tải trọng được phân bố đều trên toàn sàn và đặt thép rồi cho chiều dày sàn vân vân và thỏa tiêu chuẩn đó. Cho nên các bạn yên tâm là sau một quá trình sử dụng 5 năm, 10 năm gì đó mà công năng thay đổi, chúng ta có thể dỡ cái bức tường cũ đi, chuyển sang vị trí mới, lệch nửa mét, 1 mét, 2, 3 mét gì đó. Hoặc là trước đây chưa có tường thì phải đưa tường vào. Ví dụ trước đây ta định là một cái công năng khác, nhưng bây giờ thì thấy ra cái căn hộ mini chẳng hạn, nó là đắt khách nhất, thì ta buộc phải đưa rất nhiều tường vào. Thì với sàn công nghệ này là hoàn toàn là cũng được. Thế nên là một tin vui, nó do hai lý do. Một là cái sàn nó rất mạnh, và thứ hai là vật liệu làm tường bây giờ nó cũng dễ chịu chứ rất nhiều. Dạ vâng. Nghĩa là khi mà chúng ta đổi vật liệu làm tường thì chúng ta không lo lắng gì rồi, quá dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta mà vẫn muốn dùng cái loại tường truyền thống thì cái sàn này hoàn toàn đáp ứng. Thế thì thầy có thể làm rõ hơn một chút là chúng ta đã được chứng minh qua thời gian chưa? Và thời gian là bao lâu rồi? Và nó đã được các cái tổ chức hay các cái cá nhân nào họ công nhận chưa? Vâng, cái câu hỏi này hơi khó đấy. Dạ. Cái ý thứ nhất ấy, là cái sàn bóng, là cái sàn công nghệ nó vào Việt Nam sớm nhất 2008. Dạ. Đến nay 16 năm rồi.
thì làm nhà ở, làm khách sạn, làm trường học, làm văn phòng đủ hết. Và chắc chắn là trong cái quá trình sử dụng cái chuyện thay đổi tường là có, nhưng tôi chưa nhận một cái sự phản hồi nào không tích cực cả. Đặc biệt là có cái trường hợp có hai công trình, một công trình là bắt đầu thiết kế làm nhà ở thì là có hai cái thang máy, nhưng mà thang máy bình thường thôi. Sau đó cái tòa nhà ấy được thay đổi chức năng là làm bệnh viện, bệnh viện phụ sản. Thế thì trong hai hố thang ấy, phải một hố thang để cải tạo để đưa được cái băng ca vào, để đưa sản phụ từ tầng nọ lên tầng kia, ví dụ thế. Thế thì lúc ấy xảy ra cái câu chuyện là phải cắt sàn, cắt lỗ từ cái lỗ thang bé chuyển sang lỗ thang to dài hơn. Thì người ta có mời chúng tôi đến, và chúng tôi đến và cũng đã xử lý một cách rất là ngon nghẻ cái chuyện đó. Cái sàn công nghệ nó có cái hay nữa là giả sử chúng ta phải quét lỗ do một lý do chuyển đổi chức năng hay gì đó, thì chúng ta hãy mời cái chuyên gia chứ còn luôn luôn có giải pháp xử lý và không tốn tiền, không tốn kém gì cả. Thế còn nếu mà cái chỗ đó cái tải trọng nó lớn quá thì người ta sẽ đưa giải pháp gia cố thôi. Thì nó cũng không phức tạp, những cái chuyện hoàn toàn là xử lý được. Đấy là cái vấn đề cải tạo cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Đúng thế. Dạ vâng. Cái công trình nó tồn tại hàng trăm năm mà, chuyện cải tạo, chuyện cơi nới, chuyện đục lỗ rồi chuyện lấp lỗ là chuyện khá là phổ biến xảy ra. Rồi, đấy là vừa thầy đang nói qua một số những cái sàn công nghệ. Tiếp theo thì cũng có một khách hàng cũng vẫn hỏi tiếp đến một loại sàn công nghệ nữa là hệ sàn dự ứng lực có tốt không và phạm vi sử dụng cho công trình nhà này là như thế nào ạ? Phải thừa nhận rằng là chính cái sản lực trước ấy, khi nó vào Việt Nam rất sớm, từ đầu những năm 2000, nó thay đổi hoàn toàn cái quan niệm của các kỹ sư đấy. Vì trước đây là chúng ta luôn luôn phải làm sàn có dọc, dầm ngang, dầm dọc, chi chi. Thì sàn đứng lực trước là cái sàn đầu tiên nó xuất hiện. Và nếu tôi nhớ không nhầm là cái tòa nhà báo chí, nó gọi là Press Club, ở ngay gần chỗ nhà lớn đấy, là cái tòa nhà đầu tiên do một cái công ty tư vấn nước ngoài thiết kế, và chủ đầu tư cũng là một công ty nước ngoài, thì họ rất mạnh dạn, họ dùng cái thực ra cái sàn lần trước ở nước ngoài dùng lâu lắm rồi, nhưng vào Việt Nam thì có lẽ cái Press Club ở đầu những năm 2000 là cái đầu tiên, và nó làm cho chúng tôi là lúc ấy là những kỹ sư cũng đã có 20-30 năm kinh nghiệm đấy, đến xem là rất là ngưỡng mộ, thì nó tạo ra cái sàn rất phẳng. Và trước đây chúng ta thấy một cái sàn nhìn vào cái trần nó lộn nhộn các loại dập, nhìn cái sàn rất thích. Như vậy sàn nước trước nó vào Việt Nam là du nhập từ nước ngoài vào, và do người nước ngoài quyết định, rồi người nước ngoài đã thiết kế, người Việt Nam chỉ có thi công thôi, và ngay cái động tác là giải cáp rồi căng cáp ấy, cũng là những công ty nước ngoài thực hiện. Nhưng mà sau một số năm ấy, chỉ khoảng độ 5-7 năm sau thôi, thì có nhiều công ty Việt Nam đã làm chủ được công nghệ này, và nó cũng thành ra một cái xu hướng là sàn nước trước được dùng khá phổ biến. Và cho tới lúc này, ví dụ Thái Lan chẳng hạn, thì họ vẫn dùng cái sàn nước chiếc này như một cái hệ sàn phổ biến nhất khi cần vượt cái nhịp 6 mét trở lên. Và cái phạm vi sử dụng của cái sàn nước chiếc này là dưới 6 mét thì không cần nó, nhưng từ 6 mét trở lên 15 mét, thậm chí đến 20 mét là dùng nó rất tốt. Tuy nhiên nó có hai nhược điểm. Thứ nhất ấy, là cái sàn nước chiếc này khi mà vượt nhịp tương đối lớn ấy, là nó khá dày, ví dụ dày 30, 40, thậm chí là 45 cm, mà đặc hoàn toàn thì ta thấy là cái sàn rất nặng, trong cái bản thân nó rất nặng. Đấy là cái điều thứ nhất. Thứ hai là tuy là nó nặng như vậy nhưng mà nó so với cái tải trọng và tải ấy, thì nó chưa áp đảo. Thế thì cái căn nhà ấy, là chúng ta có nhiều nhịp, nhiều bước, cho nên sẽ xảy ra câu chuyện là cái phòng này lúc này do một sự kiện gì đó đầy người, tải trọng nó tăng vọt, những cái phòng bên cạnh không có ai cả. Thế thì cái ô này nó sẽ bị võng xuống, đồng nghĩa là cái ô bên cạnh nó trồi lên, trồi lên. Thế nên nếu cùng đúng lúc cái sàn này võng xuống này, ở bên dưới nó là ngược lại là cái sàn này trồi lên, thế thì cái lỗ cửa mà nối giữa hai cái tầng ấy nó bị co ngắn lại, dẫn đến cái khuôn cửa nó bị méo, nó không đóng mở được. Thế và cái sàn nó cứ phồng lên rồi nó xẹp xuống, phồng lên xẹp xuống nhiều lần thì nó sẽ bong vữa chát ở trên và bong gạch lát ở dưới nền. Đấy, nếu ta ở một cái nhà nào đó mà thấy một sau một thời gian ấy, nó cứ bị nghe nó bùm, nó bong gạch, nó lở chập, thì rất có khả năng là chúng ta đang bị hứng chịu cái hiệu quả của cái sàn tương đối mỏng và dựng lực trước nó gây ra. Như vậy có hai cái nhược điểm đấy, chưa kể những cái chuyện
phức tạp là về cái công nghệ thiết kế, đặt cáp, kéo cáp, rồi chất lượng cáp, là những câu chuyện mà cũng đâu đó cũng xảy ra những sự cố. Cho nên là bây giờ sau khi mà cái hệ sàn giống không dầm chỉ được cái phương nó rất phát triển, nó được du nhập vào và người Việt Nam làm thành thạo, không nhập khẩu cái gì cả, thì bây giờ là cái phạm vi dùng cái sàn nước chiếc chỉ nên bắt đầu từ 15 mét trở lên. Dưới 15 mét chúng ta có giải pháp tốt hơn, an toàn hơn, tin cậy hơn, thì chúng ta không cần phải dùng nước chiếc nữa. Thế còn 15 mét trở lên thì nếu không dùng nước chiếc thì làm cái sàn nó tương đối dày và điều phép. Thế rồi chúng ta hãy phối hợp một cái hợp lý thì sẽ tốt hơn là đơn điệu nó. Vậy thì đến cuối video này chúng tôi sẽ phân tích cho mọi người với từng nhịp một thì chúng ta sử dụng loại sàn nào cho nó hợp lý, và một chút nữa là về hệ sàn giữ ứng lực này thì sẽ dùng cho lớn hơn 15 mét là tốt nhất. Và một chút nữa là câu hỏi thứ năm, thì công trình của tôi là nhà hàng và siêu thị mini, lòng nhà là 12 mét thì vẫn là sử dụng hệ cái cấu sàn nào thầy nhỉ? Đến 12 mét thì vẫn dùng sàn giống không dầm chỉ được hai phương được. Dạ. Như nói ở trên là đã đến 15 mét rồi mà. Dạ, vâng. Chỉ ở chiều lớn nhiên tử đến 21 mét mà. Tuy nhiên càng nhịp lớn thì chi phí càng tăng. Dạ. Cho nên chúng ta có mảnh đất mà nó lòng nhà nó rộng 12 mét là rất quý. Thế thì tùy có hai phương án. Nếu như chúng ta làm cái nhà nhiều tầng, tức là nhiều sàn ấy, thì nên dùng sàn giống không dầm chỉ được hai phương. Và chúng ta chấp nhận thời gian thi công nó có thể dài hơn 1-2 tháng so với phương án khác. Phương khác là gì? Nếu vượt hơn 12 mét là chúng ta cần, ví dụ chúng ta chỉ thuê được 3 năm, ví dụ thế. Trong 3 năm ấy chúng ta phải đưa công trình rất nhanh để ta khấu hao vốn. Được. Rồi có thể ta phải trả lại cái nhà cho chủ nhà. Thì hãy dùng kết cấu thép. Kết cấu thép thì nó có thể, nếu là tốt, chúng ta có thể thi công 4 ngày một tầng chẳng hạn. Như vậy là 10 tầng mới chỉ mất hơn 1 tháng đấy. Vâng. Cho cái phần xây dựng. Thế thì chúng ta thay vì là phải mất đến 3 tháng, thì mới có 1 tháng thôi, hoàn thiện nó nhanh. Thì nó cũng sẽ bù đắp lại cái chi phí mà do cái sàn thép nó đắt hơn một chút so sánh với tôi. Thế còn như trong trường mà chúng ta không có cái nhu cầu ấy, chúng ta tiến độ thêm 1 tháng hay thêm 1 tháng rưỡi không sao cả, thì sàn giống không dầm chỉ được thường vẫn cứ là cái lựa chọn tốt nhất. Dạ rồi, thế thì đến bây giờ thầy có thể phân tích giúp em là một chút là nãy giờ chúng ta nói về cái sàn rỗng không dầm chịu lực hai phương và sàn giữ ứng lực, thì thầy có thể chia sẻ và tổng hợp lại những cái câu hỏi của vị khách hàng. Thế vậy trong cái loại sàn rỗng không dầm chịu lực hai phương ấy, chúng ta lại có nhiều các cái loại sàn trong đó, thì thầy có thể phân tích đến nhiều khách hàng người ta đã từng nghiên cứu một trong những cái sản phẩm công nghệ này, thì dưới 7 mét chúng ta dùng loại sàn gì, dưới 10 mét chúng ta sàn gì, dưới 12 mét và dưới 15 hoặc trên 15 chúng ta dùng sàn gì một cách cụ thể hơn được không thầy? Trước tiên thì tôi muốn nói một cái khái niệm thế này, tức là cùng sàn công nghệ thôi và nó mới vào Việt Nam trong vòng độ từ năm 2008 đến nay, tôi có 16 năm thôi, nhưng mà có một cái thuật thành ngữ rất hay là trong hoa luôn ạ. Từ những cái sàn bóng chập chững đầu tiên và nó gây ra cái sự chú ý rất lớn, thì bây giờ là có thể đếm hết hai đầu một tay về các loại sàn giống không dầm. Dạ. Sàn bóng đầu tiên. Dạ. Sau đó thì có sàn hộp. Hộp thì có sàn Nevo, có sàn U-Boot. Dạ. Rồi sàn xốp thì có VRO. Dạ. Rồi Acid, rồi T-Box, rồi một sàn quả bóng như là quả bóng dẹp. Dạ. Là của Spain ở Quảng Ninh. Dạ. Thế rồi một số loại sàn khác nữa. Như vậy là chúng ta thấy là có rất nhiều loại sàn cùng được truyền với cảm hứng là hóa ra người Việt Nam có thể làm chủ được cái công nghệ làm sàn giống không dầm chỉ được hay chưa. Tuy nhiên cái trình độ nó khác xa nhau. Dạ. Và cái trình độ khác xa nhau thì dẫn đến là những cái hiệu quả nó khác nhau. Đây tôi xin đơn cử, tôi sẽ không nói tên là của ai cả. Dạ. Nhưng mà cái hệ sàn này đó, ta sẽ thấy là nó dày là 300, đấy, nó dày 300, nó chia ra làm 3 khoảng theo chiều cao, 60 ly ở dưới cùng, sau đó lên 60 ly, sau đó 160 ly ở giữa là cái chiều dày của xốp ấy, dạ, của hộp giống ấy, hoặc là miếng xốp ấy, dạ, và 80 ly ở trên cùng, và ta thấy là thép nó bố trí là ngay ở dưới ấy hộp và trên hộp đều có thép, đó. Thế thì tôi sẽ giải thích cho các bạn biết là tại sao là phải có thép dưới đáy hộp. Vì người ta sợ rằng cái khoảng cách của đáy hộp là 520 ly, không có thép ở đây thì lấy cái gì để giữ nó,
cho nên phải có thép. Và có thép dưới đáy hộp rồi ấy, ta hình dung là hai cây thép nó bắt chéo nhau như này, mỗi cây thép 8 ly thôi chẳng hạn, hai cái cộng là 16 ly. Theo quy phạm nó bắt là có 20 ly bảo vệ bên trên, 20 ly bảo vệ bên dưới, cho nên người ta chọn cái con số 60 này là hoàn toàn đúng chứ không thì sai cả. Nhưng bây giờ nếu mà các bạn mà đi gặp một cái đơn vị nào đó thiết kế sản hộp ấy, thì các bạn sẽ thấy là người ta lại còn đề nghị cái này lên 80 ly cơ, chứ không phải 60 ly. Tổng thì vẫn là 30 ly thôi, nhưng mà anh cho chỗ này 80 ly, thì trên đỉnh 80 ly này, nó chỉ còn 60 ly thôi. Như vậy đúng hay sai? Về cơ bản là không đúng. Lý do là thế này, cái thớ dưới của cái sàn ấy là cái vùng chịu kéo. Chịu kéo thì bê tông bỏ qua chứ không chịu được. Cho nên là 60 là bị bắt buộc phải thế, không được mỏng hơn. Còn bây giờ nếu mỏng hơn được thì hãy mỏng đi, không như thế lại còn cho tăng lên. Đấy, như vậy là cái trình độ của cái nhận thức của người thiết kế lẫn của cái cách tiếp cận cái sàn chưa phải là hay, đúng không? Tôi xin ví dụ trường hợp khác, tôi cũng không nói tên. Đấy, thì đã có một cái sự thay đổi. Đấy, người ta có một cái chân thứ năm. Đấy, cái hộp kia chỉ có 4 chân, cái này có hộp thứ năm, nhưng cái chân này nó nhọn và nó kín, cho nên là người ta vẫn cứ phải giải thép ở phía dưới. Tóm lại là nó không khác gì ông kia, chỉ khác là nhờ cái chân thứ năm này ta đi lại trên cái hộp, ta cổ vận nặng, ta đè lên nó không bị dễ vỡ, thế thôi. Chứ còn nó không có thay đổi gì về mặt ý tưởng cũng như là về mặt cái sự phân phối chịu lực. Bây giờ tôi xin giới thiệu một cái loại sàn khác. Đây, cái sàn này chúng tôi đặt tên là S-Box. Như vậy chiều dày nó vẫn là 300. Nhưng ta thấy này, cái thớ bên dưới nó có 40 ly thôi. Tại sao như vậy? Tại vì thép bây giờ nó chỉ chạy cái sườn thôi. Ở cái sườn thì không có gì khống chế nó cả. Đó, cho nên là ta có thể lớp bảo vệ 20 ly bình thường. Còn ở trong khoảng của cái đáy hộp này thì không có thép. Không có thép thì dẫn tới là không phải lo phải đưa lên 60 ly chỉ vì để bảo vệ thép. Nhưng quan trọng hơn ấy, là cái vùng này là cái vùng bê tông chịu kéo. Ta hãy để thép ít nhất, để bê tông ít nhất để ta dồn bê tông lên trên cho nắp hộp này. Đấy. Tổng thể vẫn là 300, nhưng bây giờ ta phân ra là 40 cộng 160 cộng 100. Cái 100 này là nó ở cánh chịu nén, nó phát huy rất tốt. Mặt khác là trên cái sàn chúng ta có thể làm những cái khu vệ sinh, thì chúng ta có thể làm giảm đi cục bộ 2m2, 3m2, mất 5 phân, nó hoàn toàn thoải mái. Chỗ đó ta thép nhấn xuống và ta tăng được kính thép lên là đủ, chứ nó không bị ảnh hưởng gì cả. Và cái thú vị hơn nữa chính là cái chân thứ năm này này. Đấy. Cái chân thứ năm này là bê tông nó tràn vào được. Đấy. Tràn vào trong cái chân đó. Thế thì bê tông mặt trên, bê tông mặt dưới nó nối được với nhau. Đấy. Như vậy bây giờ vẫn là 520, nhưng mà cái khoảng 520 được chia đôi. Đấy. Bây giờ cái nhịp vượt giờ nó còn 260 thôi. Đấy. Tức là nhịp nó bé lại một nửa thì độ cứng tăng gấp 4. Đấy. Mọi người học cái cấu thì đều hiểu rõ điều đó. Đấy. Thế như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta chỉ cần là tiếp cận vấn đề một cái đúng đắn hơn thì không những không tăng lên mà ta còn giảm đi, cho nên cái sàn sẽ tốt hơn. Là tôi lấy ví dụ. Đây. À, thế đến đây thì em cũng xin phép hỏi luôn để thầy lấy ví dụ chứng minh luôn. Thế thì cũng có những khách hàng mà họ không chuyên môn, họ không hiểu về bản chất, đúng không? Như thầy nói như này thì các bạn kỹ sư đã rất hiểu về bản chất rồi. Đấy, và có những khách hàng thì họ hay thắc mắc là nếu thầy giảm từ 6 phân xuống 4 phân như vậy thì đến lúc mà chúng ta khoan gì cái lượng bê tông ở dưới nó rất ít thì liệu nó có bắt chặt được không? Đấy, có đứng tốt không? Được, tôi sẽ quay lại câu hỏi vì trên màn hình đang hiện cái hình này đây. Đấy, tôi giải thích. Cái chân thứ năm đấy, ta nhìn rõ, đúng không? Cái chân thứ năm, đấy, nó có cái đường kính, chúng tôi quyết định là nó phải là min là 40mm. Lý do? Để thả được cái đầm dùi nó nhỏ, nó có 38mm thôi, thả của nó. Ta thấy nó có ba cái mặt vác. Khi ta thả đầm dùi, đây tôi đang để ngửa cái hộp nhé. Bây giờ ta hình dung là cái hộp này nó được úp xuống. Thế thì cái lỗ ở trên này, ta thả cái đầm vào. Cái đầm này được thả vào ấy, nó sẽ làm cho bê tông từ trên tràn xuống dưới và nối liền với bê tông mặt dưới để nó kín khít trở lại. Thế và chỉ cần 40 ly thôi. Rất là nó có cái điểm treo là cái bê tông ở cái cục giữa này. Mà ta nhìn cái hình này thấy đó này. Đây, cái hình này. Đấy, ta thấy là các cái đường ngang dọc này, như ô bàn cờ này, chính là các cái sườn đấy. Dạ, vâng. Cho nên nó trắng, nó khô, xi măng trong này nhiều, nó hút nước để nó thủy hóa và nó khô nhanh thì nó trắng. Còn cái vùng đen ấy chính là đáy hộp. Đáy hộp chỉ có khoảng 4 phân thôi, cho nên là nó ít xi măng, thủy hóa chậm, cho nên là nó khô muộn hơn. Đấy, ta bóc, cứ pha ra thì thấy như này. Thế thì trong cái đen lại có cái trắng, vâng. Đấy chính là cái chân thứ năm, như ta vừa nói. Như vậy ta thấy là mặc dù nó chỉ có 4 phân,
Nhưng vì cái nhịp đang từ 52 phân nó xuống còn 26 phân thôi. Do đó là nếu ta khoan một cái vít, ta treo một cái vật nặng 100 kg, yên tâm, không gì đáng ngại cả. Đối với cái sàn bóng ấy, đây sàn bóng tức là loại sàn này, thì đã từng làm những cái đấy, sàn bóng như này, ta thấy đặt rất xít. Và đáy của bóng ấy là cách cái trần nó chỉ có 2 cm thôi, mà vẫn treo cái chỗ mỏng nhất ấy, vẫn treo được 50 kg. Đó, thế thì bây giờ cái sàn kia còn 4 cm, mà cái nhịp vượt nó chỉ có 26 phân, cho nên nó vượt lên 100 kg là chuyện bình thường. Đó, thế thì những cái loại sàn này bây giờ là rất là quen thuộc rồi. Ai mà chưa biết đến nó là sẽ bị thiệt thòi đấy. Còn chúng ta hãy biết và hãy biết lựa chọn cho đúng. Thế là dưới cái quả bóng này nó chỉ có 2 phân thôi, bởi vì nó dùng thép nhỏ hơn, đúng không thầy? Đây là một cái lỗi. Ví dụ tác giả này là dùng cái hộp xốp này để thay cho cái quả bóng hoặc thay cho những cái vật thể xốp khác, nhưng mà cũng đã có một cái ý kiến tốt, tức là làm cái lỗ ở giữa này, đúng không? Ta thấy có cái lỗ ở giữa để thông bê tông từ trên nối xuống dưới. Tuy nhiên lại có một cái sai lầm mắc ra ở đây là cái lỗ này nó bị 2 thanh thép chặn. Như vậy thì bê tông để đổ cho nối xuống dưới là rất khó, và anh không thể nào anh đưa cái đầm vào anh đầm được. Do đó là cái bê tông ở dưới đáy này chúng ta không tác động được đến nó, có thể nó bị rỗ. Như vậy là những cái loại sàn này nó đang được lan truyền ra, nhưng mà chúng ta phải hiểu thì cái ưu điểm nào là cơ bản, cái ưu điểm nào cần phát huy và cái nhược điểm nào cần phải khắc phục, chứ không phải là cứ nói là sàn công nghệ là nó giống nhau cả đâu, nó rất khác nhau. Thế là khoảng đầm nó xa quá. Chính xác, anh chỉ đầm ở bên ngoài thôi, không tiếp cận trong được. Thế thì thầy đấy, thầy cũng đã giải thích rất rõ những cái mà thắc mắc của những quý khách hàng đang chuẩn bị xây nhà với cái nhịp lớn hơn 5m. Thì trong video này chúng tôi cũng cố gắng nói hết những cái thắc mắc của mọi người, để mọi người nếu mà ngại gọi điện với chúng tôi thì có thể là xem hết những video này để thấy rõ. Và một câu hỏi cuối cùng nữa đặc biệt quan trọng này, thì nghe mọi người nói là cái sàn công nghệ này nó sẽ đắt hơn so với cái sàn truyền thống mà mọi người hay làm, thì thầy có những cái câu trả lời nào với cái câu hỏi này không ạ? Vâng, câu hỏi rất lý thú. Mọi sự tốt đều đáng được ghi nhận, nhưng mà cuối cùng với cái người đầu tư ấy thì luôn luôn phải quan tâm đến cái chỉ tiêu về kinh tế. Nó tốt nhưng đắt quá thì cũng khó được chấp nhận. Thế thì tin vui là nếu sàn giống không dầm chịu được cái phương mà làm cái đúng đắn thì không đắt hơn, thậm chí có thể là rẻ hơn sàn truyền thống. Rẻ hơn vì sao? Sàn truyền thống 1m2 nếu vượt nhịp 6m khoảng độ 6-70 kg thép trên mét vuông, đấy là tính cả cột, tính cả dầm, cả dầm chính dầm phụ của sàn. Trong khi nếu cái sàn công nghệ này, nếu ví dụ như sàn hộp này mà nó vượt khoảng độ 8m, thì hôm trước tôi có gửi bản vẽ cho anh em xem rồi đấy, nó chỉ có 22 kg thép trên mét vuông thôi, nếu ta bố trí đúng. Như vậy từ độ 30-40 kg mà xuống còn 22 kg, ta tiết kiệm được đến 15-20 kg thép. Như vậy nó sẽ rẻ chứ không đắt. Còn cái hộp nhựa này có thể đắt, nhưng mà vì ta lại tiết kiệm được nhiều bê tông, tiết kiệm nhiều thép thì nó lại trở nên rẻ, nhân công nó hết ít hơn, đấy tiền để nó rẻ. Nhưng nói là cái sàn công nghệ đắt hơn sàn truyền thống thì cái câu đó phải kết luận một cái tổng quát là này: vừa đúng vừa sai. Vừa đúng vừa sai. Đúng nếu chủ đầu tư chọn được cái nhà tư vấn là người có tâm và có tầm, tức là thiết kế một chính xác. Kisato thì có một cái slogan là làm đẹp từ tâm, đúng không? Anh cái tâm đúng thì anh sẽ chọn được giải pháp đúng. Có thể lúc đầu là kiến thức của anh chưa được nhiều, nhưng anh biết cách anh mời các chuyên gia, anh biết cách anh học tập, anh vươn lên, thì rồi với cái tâm đúng anh sẽ làm được cái đúng. Thế còn có một số cái đơn vị tư vấn thiết kế thậm chí là cảm thấy mình khá thành công, không muốn nghe góp ý nữa, không muốn nghe phản biện nữa, thế thì lại lấy cái sai nọ để đỡ cho cái sai kia. Đấy, tôi lấy ví dụ trước đây người ta chỉ quy định là có 60 ly cho cái đáy hộp thôi. Bây giờ do nhiều cái phản hồi là nó đáy nó bị rỗ, đáy nó không được điền đầy, thì nó tăng lên 80 ly. Thì cái đấy sẽ không thể rẻ được. Bản thân cái sàn đã nặng rồi, nó làm cho thép nhiều lên, bê tông cũng nhiều lên, thế lại giãn cái hộp xa nhau ra, và cứ cho là thế là mới đúng. Thế thực ra thì cái sàn bóng như mọi người thấy là nó các quả bóng nó xếp xít như này thôi mà, nó chỉ cách nhau có 2.5 phân thôi. Đây cái hình ảnh này để mọi người xem, đấy cái quả bóng nó xếp xít như này ở cái chỗ gần nhất ấy, hai quả bóng cách nhau 2.5 phân thôi,
đấy quả bóng cũng chỉ cách sàn 2,5 phân thôi mà nó vẫn cứ ngon nghẻ bình thường. Thế tại sao bây giờ lại phải bắt là hai cái hộp cách nhau ra đến 10-12 cm, rồi đáy hộp lại phải cách cái cô pha từ 8 cm? Những cái đó nó làm đẩy bê tông lên nhiều, bê tông nhiều thì trọng lượng bản thân tăng, dẫn đến là thép trong sàn nhiều và chấn đắt. Đấy, như vậy tóm lại của câu hỏi vừa rồi, sàn công nghệ đắt hơn sàn thường hay không? Không đúng. Vừa đúng và vừa sai ở chỗ này. Đúng tức là đắt hơn là do chọn sai thiết kế, chọn sai đơn vị thiết kế. Còn cái câu hỏi là sai bởi vì sàn công nghệ vẫn có thể rẻ hơn nếu bạn chọn đúng người thiết kế, là đơn vị có tâm có tầm. Câu hỏi rất thú vị và tôi thấy là mọi người nên cân nhắc cái chuyện này. Dạ vâng, và sau những cái câu trả lời của thầy thì không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà riêng bản thân em thì có thể nghiệm ra một câu nói thì chúng ta phải tin tưởng vào những người hiểu bản chất của vấn đề đấy, đã được chứng minh qua thời gian. Và đây cũng là một trong những cái lý do lớn mà Kisato luôn luôn phát triển trong khoảng thời gian vừa qua, liên tục học hỏi và liên tục hợp tác với những người chuyên gia, những người mà đã trải qua rất nhiều cái giai đoạn phát triển từ ngày mới bắt đầu đến cái ngày đã hình thành và bắt đầu có nhiều loại sàn ra. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video chia sẻ này của chúng tôi. Hy vọng vào một thời gian gần nhất sẽ được tư vấn cho mọi người bằng tất cả những cái gì mà chúng tôi có, liên tục học hỏi từ những chuyên gia và đưa những cái chuyên gia về làm công trình của các bạn, vừa đảm bảo về mặt chất lượng mà vừa đảm bảo về mặt an toàn cũng như là chi phí đầu tư trong công trình. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người, cũng một lần nữa cảm ơn thầy cũng đã chia sẻ những cái thứ rất tâm huyết. Xin chào lại mọi người những video chia sẻ lần sau. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.